Đêm hôm khuya khoắt, trong công viên vắng vẻ, một người đàn ông ngủ gục trên ghế đá bất ngờ bị ba tên côn đồ tấn công. Chúng hung hãn dùng gậy sắt phang thẳng vào bộ nhận diện của đối phương khiến anh ta ngất luôn tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, tên cầm đầu nổi cơn máu chó định giở trò cướp bóc. Ai mà ngờ được con mồi lần này lại là một kẻ nghèo kiết xác. Trong chiếc vali nhàu nhĩ chỉ phát hiện đài radio cũ nát, đến vài đồng lẻ dắt ví cũng chẳng còn. Điên tiết cả đám súng lại tẩn tràng nạn nhân xấu số trận đòn thừa sống thiếu chút nữa thì về với ông bà ông vải. Lũ đầu trâu mặt ngựa kia đâu biết rằng, chính những cú tát trời giáng ấy đã khiến cuộc đời người đàn ông thay đổi hoàn toàn. Bất ngờ gì đang đợi anh phía trước, liệu có bí mật nào được che giấu sau trận đánh kinh hoàng kia? Hãy cùng 10 điểm review đón xem bộ phim Người đàn ông không có quá khứ để hiểu rõ hơn nhé. Tỉnh lại sau cơn mê man hồi lâu, nam chính dò dẫm từng bước đến ga tàu gần đó tìm trợ giúp. Bảo vệ trông thấy thân hình siêu vẹo người đầy siro của kẻ lạ mặt liền bám ngay phía sau. Vừa vào trong, ông tá hỏa phát hiện anh ta nằm bất tỉnh nhân sự ngay dưới sàn nhà, ba chân bốn cẳng bấm số gọi xe cứu thương đưa chàng trai tới bệnh viện cấp cứu. Đợi tới lúc cả cơ thể băng bó chằng chịt thì tim anh cũng ngừng đập hoàn toàn. Bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã tử vong, chuẩn bị chuyển vào nhà xác. Nhưng bất ngờ chưa bà già, hết rằm tháng 7 rồi nên Diêm Vương chê trả lại dương thế. Người đàn ông bỗng dưng bật dậy, chỉnh lại avatar đêm qua bị mấy tên mất nết làm hư, mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi phòng bệnh. Sáng sớm hôm sau, trai đẹp được tìm thấy cạnh bờ biển trong tình trạng không thể tốt hơn, may mắn hơi thở vẫn còn. Một kẻ lang thang nhân cơ hội trộm mất đôi giày duy nhất của anh, đúng cái số chó cắn áo rách, đã nghèo lại mắc cái eo. Tưởng chừng như mọi chuyện chấm dứt tại đây, số phận đẩy đưa thế nào hai anh em đi gánh nước lại gánh luôn mạng của ông anh. Chúng hối hả quay trở về nhà tìm kiếm sự trợ giúp của cha. Gia đình ân nhân cứu rỗi nam chính sinh sống tại xóm lao động ổ chuột rột nát, nguồn thu nhập chính trong nhà trông cậy vào ông chồng làm nghề canh gác công trường ban đêm. Họ nghèo đến mức ngay cả nơi che nắng che mưa cũng là thuê lại một container cũ kỹ, đã bị bỏ hoang lâu ngày của đám nhà giàu bên kia thành phố. Tuy nhiên hoàn cảnh khốn khó không làm lu mờ nét đẹp của những nghĩa cử cao đẹp. Cô vợ tốt bụng vẫn nấu cho chàng trai xa lạ chẳng hề quen biết bát cháo loãng cầm hơi, dù lương thực sót lại chẳng còn bao nhiêu, lũ trẻ cũng nhường phần mình cứu người bị nạn. Đôi vợ chồng lương thiện cứ thế chăm sóc nam chính trải qua thời kỳ khố rách áo ôm nhất, anh đẹp trai từ từ lấy lại ý thức và bắt đầu nói chuyện với mọi người trong nhà. Mặc dù các chức năng không bị ảnh hưởng nhưng người đàn ông đã hoàn toàn mất đi ký ức, anh không nhớ quê quán nghề nghiệp nơi trốn mình sinh ra, thậm chí ngay cả tên họ cũng chẳng còn ấn tượng. Rồi những ngày tháng tiếp theo phải trải qua thế nào đây? Đang loay hoay không biết xoay sở thế nào thì cha hai đứa nhỏ vừa lúc đi làm về tới. Lũ nhóc nhanh chóng lấy nước ấm để trụ cột trong nhà thư giãn sau đêm dài thức trắng. Tắm rửa sạch thơm, người đàn ông khoác lên mình bộ vest tây lịch lãm, đầu tóc bóng lộn thắt cà vạt luôn cho nó lịch sự, nhân tiện gọi nam chính ra ngoài cùng mình làm chuyện trọng đại. Cứ tưởng đi đâu hoành tráng lắm, ai dè cả hai tới chỗ phát cơm từ thiện của tổ chức phúc lợi diễn ra mỗi thứ 6 hàng tuần. Cô em tóc trắng tốc độ tia chai còn nhanh hơn các mẹ săn hàng giảm giá mùa sale, chỉ bằng vài cái liếc mắt đã nhìn chúng anh dai cuối hàng. Chiêu này tôi phải học tập để sớm có người yêu mới được. Cơm nước no say, họ đi tới quán rượu làm hai ly sinh tố nhâm nhi hàn huyên tâm sự. Vừa hay hôm nay lãnh lương nên cha tụi nhỏ tất tay chơi lớn bao luôn chầu này. Trong lúc trò chuyện, Mien Million tình cờ nhìn thấy tay anh có nhiều vết chai sạn, hẳn trước đây đã từng làm việc nặng nhọc khoảng thời gian dài, vậy là có thêm dữ kiện cho hành trình tìm lại quá khứ của anh. Mải mê buôn dưa lê bán dưa, cả hai người xơi liền tù tì hết tiền lương đưa vợ, quả này thì xác định với con sư tử ở nhà. Trên đường trở về, mượn rượu làm càn, Mien Million cầm cây gậy gỗ nhắm thẳng đầu nam chính mà gõ. Ai ngờ được thân thủ nhanh nhẹn đã giúp anh tránh được một kiếp. Thực ra cha tụi nhỏ cũng chỉ định dùng cách thô sơ này để trai đẹp sớm lấy lại trí nhớ, chứ tuyệt nhiên không có ác ý gì hơn. Bị dọa xém tí ra quần, đêm đó anh quyết định không trở về nữa, một mình lặng lẽ ngồi bên bờ biển ngẫm nghĩ chuyện đời cho tới khi mặt trời ló dạng. Nhờ vào các mối quan hệ hạn hẹp, người đàn ông tốt bụng móc nối với viên cảnh sát béo thuê cho anh chiếc container cũ kỹ làm chỗ nương thân. Tiền chi trả mỗi tháng là 100 xu không được phép nợ, nếu cù nhây chậm trễ hắn sẽ thả chó săn xin nhẹ ít huyết tương. Người ta chưa kịp ở ấm chỗ ông anh đã bày đặt dọa nạt. Trải qua nhiều biến cố, cuối cùng nam chính đã có được chỗ dừng chân, thợ điện tới nối điện cho anh, những người vô gia cư gần đó cũng tặng anh những vật dụng trong nhà họ không dùng đến. Đồ đạc chẳng đáng là bao, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một cái tủ lạnh và chiếc máy quay đĩa cũ nát. Dù vậy thì tình người nơi đây đã quá đủ sưởi ấm cho số phận bất hạnh của người đàn ông không có quá khứ này rồi. Cuộc đời anh như bước sang trang mới, buổi sáng thức dậy chàng trai còn tự mình trồng những luống khoai tây trước nhà, hy vọng thứ 6 mỗi tuần sẽ đến thật nhanh, để anh có thể gặp lại em gái tóc trắng sớm cảm nắng từ lần gặp đầu tiên. Thông qua vài câu giao tiếp ngắn gọn, trai đẹp đã biết được tên cô là Imer, hơn nữa người phụ nữ còn cho anh tấm danh thiếp bảo anh đi tới tổ chức phúc lợi lấy thêm bộ quần áo mới, tiện thể xin luôn việc làm. Anh chỉ cần đẹp trai thôi, mọi thứ cứ để em lo, người đàn ông nghèo khổ có cho mình bộ cánh mới. Sau khi hỏi hàng xóm sống trong thùng rác về địa chỉ của trung tâm, anh nhanh chân tiến về phía đó, muốn tồn tại ở nơi này ít nhất anh phải có một công việc. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, bởi vì không nhớ được tên họ nên anh chẳng thể ký giấy xác nhận. Dù rất muốn nhưng cô thư ký cũng lực bất tòng tâm. Lang thang trên đường, nam chính liền ghé vào cửa tiệm để lấy một cốc nước nóng miễn phí, bỏ từ trong túi gói trà đã hết vị từ lâu. Nhìn thấy hoàn cảnh éo le ấy, bà chủ đem tới cho anh phần cơm cà ri nóng hổi, khiến chàng trai cảm động chẳng nói lên lời, đúng là trên thế giới này còn rất nhiều người tốt.
Biết được tình trạng khó khăn của Crash, Immer sao có thể làm ngơ, bèn tìm tới lãnh đạo hy vọng cho người thương thêm một cơ hội. Kết quả hôm sau anh trai trở thành công nhân khuân vác tại nhà máy gần đó. Thu nhập không cao nhưng cũng đủ để anh trang trải cuộc sống hàng ngày. Buổi tối cảnh sát béo tới thu họ, nhân tiện dắt thêm tay sai thể hiện uy quyền chủ nhà. Vừa mới nhận việc thì lấy đâu ra tiền mà nộp. Tức mình hắn thả chó ra lệnh cắn anh. Ai mà ngờ được bé cẩu thông minh biết bản thân không phải đối thủ của anh trai cao to đen hôi nên chỉ ngồi im giả điếc. Hết cách tên cảnh sát đành phải động thủ. Tuần sau hắn sẽ đi công tác nên để em thú cưng ở đây cho nam chính chăm sóc. Nếu tới hạn mà không đóng tiền thì anh mau chóng dọn đồ cút ra khỏi đây. Tưởng gì chứ trông chó là nghề của chàng. Rất nhanh ngày lĩnh lương đã tới, nỗ lực làm việc chăm chỉ đã được đền đáp xứng đáng. Tuy 800 xu không phải là nhiều nhưng so với tình hình hiện tại như vậy quá tốt rồi. Nhân lúc có tiền trong tay, anh đẹp trai tới chỗ em gái tóc trắng thể hiện chút tình cảm. Viện cớ newbie nên quên mất đường về, nhờ Crash đưa mình một đoạn. Chẳng mấy khi người trong lòng ngỏ ý, Immer nắm chắc cơ hội đồng ý đi cùng anh. Sao mà quãng đường dài lê thê hôm nay lại ngắn vậy chứ? Thoát cái đã về đến trước nhà, còn chưa kịp cầm tay sờ má trong giây phút bịn dịn, trai đẹp nhà ta nhìn thấy tình ý trong đôi mắt nàng thơ liền mạnh dạn đặt lên đó nụ hôn nồng cháy. Nào ngờ đây lại là nụ hôn đầu của Immer. Ai ya, thế thì lại chẳng yêu đương thôi chứ chần chờ gì nữa. Kể ra phương pháp tỏ tình của ông anh hơi lỗi mốt. Không sao, có người yêu đều tính thành công rồi. Ngày cảnh sát béo tìm đến anh nhanh chóng trả tiền nhà rồi quay trở lại chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Người đàn ông vụng về chưa từng một lần vào bếp, nay vì cô bạn gái mới quen trổ tài làm món bít tết hảo hạn, thêm vào đó còn có tương đậu nguyên vị đóng hộp thơm ngon. Nhưng có đôi lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách mà miếng bỏ bóng đêm ra đời, tương đậu cũng bị chú cún cưng liếm sạch. Tuy nhiên tâm trạng của đôi chim di vẫn cực kỳ vui vẻ. Họ chậm rãi ngồi xuống ghế bắt đầu công đoạn luộc khoai. Hạnh phúc nảy mầm ngay chính căn phòng ọp ẹp, công việc của cả hai cũng ngày càng tốt lên. Hôm đó trên công trường, anh vô tình phát hiện ánh sáng chói lóa từ những mối hàn, lại gần xem thử cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về. Người đàn ông mạnh dạn đề xuất quản lý cho mình thử làm, chẳng thể ngờ bản thân thông thạo việc này đến thế. Hơn nữa anh còn rất khéo tay nên đã được họ tuyển thẳng. Tuy nhiên ở đây trả lương vào thẻ, muốn nhận được thù lao anh buộc phải ra ngân hàng tìm cách giải quyết. Trong lúc đợi nhân viên xử lý yêu cầu, một lão béo lăm lăm khẩu súng lao thẳng tới chỗ anh. Ông ta muốn rút số tiền đóng băng ở ngân hàng từ vài tháng trước. Tên cướp chuyên nghiệp hủy luôn camera tránh để lại hậu họa. Đến kho tiền, hắn lại chỉ lấy đúng với khoản mà nhà băng đã giữ, một xu cũng chẳng cần thêm. Gã to béo nhốt hai con tin trong két rồi bình tĩnh về nhà. Cũng may cô nhân viên nhanh trí dùng dép kích hoạt chuông báo cháy cứu chiến hữu ra ngoài. Sau khi cho lời khai với cảnh sát liền lập tức rời đi. Nhưng anh trai không thuận lợi như vậy, vì chẳng có giấy tờ tùy thân lại quên mất tên họ. Anh bị cảnh sát tạm giam với cáo buộc nhập cư trái phép. Mất trí nhớ vô tình trở thành tội ác. Ngay khi anh ấy sức cùng lực kiệt, một luật sư bất ngờ tiến vào trong. Thì ra Immer sớm đã đoán trước được tình hình nên vận dụng tất cả các mối quan hệ giúp đỡ người yêu, bạn gái nhà người ta không làm con dân thất vọng. Rất nhanh nam chính được tại ngoại. Chuyện xảy ra vừa rồi khiến tâm trạng anh tụt dốc không phanh. Trai đẹp tìm đến quán rượu giải sầu, xui rủi thế nào lão béo anh gặp hồi sáng cũng có mặt ở đây. Ông ta chậm rãi ngồi cạnh đối phương rồi từ từ nói mấy lời xin lỗi, hơn nữa còn kể cho anh nghe quá khứ bi thương của mình. Thực sự ông ấy chẳng phải trộm cướp gì cho cam, mà là chủ thầu công trình xây dựng, vì vài khoản đầu tư thua lỗ, ngân hàng siết nợ toàn bộ máy móc mới mua với giá cực thấp, đóng băng tài khoản của ông rồi bán lại thị trường với số tiền cao gấp 3 lần. Công nhân làm việc nhiều tháng đều chưa nhận được lương nên đã nghỉ hết, quẫn bách quá ông ấy mới dùng đến hạ sách này. Xét cho cùng, người đàn ông tội nghiệp nào phải kẻ xấu, chú béo còn muốn nam chính thay mình gửi tiền lương đến những người công nhân kia. Người đàn ông cũng sớm có chuẩn bị, trên các phong bì đều điền tên và địa chỉ nhân viên trước đây đã từng làm thuê trong công xưởng, ngoài ra còn có cả thù lao cho người vận chuyển bì thư. Nhận thức rõ việc cướp nhà băng là sai trái nên sau khi anh trai rời đi liền tự mình từ giã cõi đời, thương thay một cuộc đời tử tế phải kết thúc đau đớn đến vậy. Giữ lời hứa với người đã khuất, anh giao tiền đến từng nhà trong danh sách đã nhận từ ông. Mọi chuyện xong xuôi anh về lại chỗ ở, vừa lúc xe cảnh sát ghé thăm và báo cho anh một tin quan trọng. Bọn họ nhận được cuộc điện thoại của vợ anh, cô ấy nói chồng mình tên Jack, hiện tại đang làm việc tại xưởng hàn trong thành phố. Thân làm người có gia đình, biết ăn nói với em người yêu thế nào đây? Đang loay hoay không biết làm sao thì Immer bất ngờ chạy tới, mối tình đầu mới chớm nở đã vội tàn phai, hai người bịn dịn chia tay ở sân ga tiễn Jack về với quê hương. Đối diện với người vợ, nam chính không hề có cảm giác yêu thương, thậm chí còn nhận thấy thái độ của cô ấy vài phần lạnh nhạt. Bởi vì anh chồng cũ trong ký ức là một kẻ vô cùng tệ bạc, không những rượu chè tối ngày, còn mang hết tiền tiết kiệm trong nhà cá độ khắp nơi. Hai người họ sớm đã ly hôn từ lâu, cô ấy cũng đi thêm bước nữa. Thật chẳng thể ngờ bản thân mình trước kia lại mục nát thối rữa đến vậy. Cú đánh trời giáng đã giúp Jack cài lại win sang trang cuộc đời mới. Cảm tạ ông bà ông vải gánh còng lưng thằng cháu báo, hơn nữa còn ship cho cô người yêu trên cả tuyệt vời. Để không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của vợ cũ, Jack chọn cách rời đi trong yên lặng, trở về căn phòng nhỏ, nơi luôn có một cô gái chung tình chờ anh. Trên đường Jack tình cờ gặp lại ba tên cặn bã, bọn chúng vẫn luôn bày trò quậy phá bắt nạt dân cư nơi đây. Nhìn thấy người đàn ông từ cõi chết trở về, đám côn đồ lại âm mưu khử anh thêm lần nữa. Nhưng đâu ngờ, hiện tại Jack không còn đơn phương độc mã, lòng tốt và sự tử tế của anh đã cảm hóa những mọi người. Họ cùng nhau cầm lên vũ khí đánh đuổi lũ bất nhân mọi rợ ra khỏi lãnh thổ. Jack đi tới tổ chức phúc lợi đưa người con gái thuộc về mình rời đi. Tới đây bộ phim cũng kết thúc.
câu chuyện nhẹ nhàng nhưng truyền cảm hứng tới những người xem như chúng ta. Chỉ cần bạn muốn thay đổi để trở nên tốt hơn, cả thế giới sẽ ủng hộ bạn. Đừng quên like và bấm theo dõi kênh 10 điểm review để theo dõi những bộ phim tiếp theo cùng chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.